Mai đang hả? Mình cho bạn nè, đọc đi, hay lắm á. Sao vậy? Bạn không thích hả? Không phải. Dù mày có viết thư đi chăng nữa thì nó cũng không đọc được đâu. Tại sao? Vì nó không biết chữ. Bộ Mai không được đi học hả? Mai học đến lớp 2 thì Mai nghỉ rồi. Sao Mai không được đi học nữa? Nhà Mai nghèo mà. Tại đông anh em, Mai phải nghỉ học, đi làm, kiếm tiền phụ mẹ để cho các em đi học chứ. Vậy để Khang chỉ Mai học nha. Thôi, vậy phiền Khang lắm. Không có phiền đâu, tại mình thích mà. Mà sắp hết 3 tháng hè rồi, sao mà Khang dạy Mai kịp? Kịp mà, chỉ cần dạy bạn biết đọc thôi là bạn biết được bao nhiêu là thứ. Được không đó? Được, bắt đầu từ ngày mai, mình học nha.